Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại video của Đức Cùn TV. Và hôm nay là một khách hàng đã trải nghiệm lập đến với Đức Cùn TV để lập lại và xác nhận tài khoản iCloud. Và em cảm nhận sao khi đến với dịch vụ nhà anh? Rất tốt ạ. Và em cảm nhận sao và về cái khi mà khách hàng đến có chào hỏi hay là có hài lòng đối với em không? Và nhìn sao? Và cách chế độ bảo hành máy hay là như làm những dịch vụ bên ngoài mà em cần thì em cảm thấy sao? Nói chung là tốt hết mọi các cửa hàng, có cửa hàng đi vào là không có khó tính rồi. Đi vào cửa hàng anh lúc đầu là bắt đầu là cần anh giúp gì, không đến với rất ưu tiên khách hàng nữa. Rồi ok, thế em còn có điều gì suy nghĩ nữa và sau này em có thể ủng hộ mua những gì cho anh ạ? Em thử cảm nhận. Vâng, nếu mà thì sau này em vẫn giới thiệu người sang quán này. Ok, cảm ơn. Thế hiện tại em công việc em đang làm gì nhỉ? Em đang làm xây dựng ạ. Rồi ok. Thế em có muốn một ngày em có thể trở thành một khách hàng tiềm năng đối với cửa hàng anh không? Có thể em làm cùng một cộng tác viên, em có thể bán điện thoại cùng anh cũng được. Em có muốn trở nên kiếm thêm thu nhập thêm không nhỉ? Dạ được ạ. Ok. Thế thì anh hy vọng một ngày cửa hàng anh sẽ được đón tiếp em và trực tiếp em sẽ là một cộng tác viên rất là nhiệt tình với kênh của anh, đó là Đức Cùn TV. Và em đã đăng ký kênh Đức Cùn TV của anh chưa nhỉ? Đức là... Cùn TV. Em gõ chữ Đức Cùn TV, chứ Đức Cùn TV không giấu. Đức Cùn TV. Ok. Em có thể... Không giấu nhé. Cách... Đây ok. Ok, em đã đăng ký rồi. Trên đây thì có số điện thoại của anh, thì anh rất vui có thể là một người boss của em. Và xin gặp lại, xin một ngày sớm nhất được gặp lại em. Ok. Rồi. Em ơi, cho anh hỏi chút nhỉ? Dạ. Em cảm thấy sao khi đến trải nghiệm dịch vụ cho nhà anh nhỉ? Cảm giác sao? Dạ, thấy em vui thấy không? Là rất là giá nó phù hợp với anh, nhất là giá phù hợp này. Thứ hai là anh cũng rất giao tình với công việc. Đúng rồi, giao tiếp tận tình với khách hàng. Ok, anh cảm ơn. Khách hàng vâng. Ok. Thế có một vài một khi mà em trải nghiệm cho anh rồi thì anh cũng rất là vui được gặp em và khi để sau này em có cảm thấy rất là vui có thể trở thành một người bạn tốt của anh, một cộng tác viên tốt của anh không? Vâng, khi nào có nhu cầu thì em sẽ sang chỗ anh em để xem có nhu cầu. Rồi ok, em thấy có muốn kiếm thêm thu nhập không nhỉ? Vâng, em cũng rất muốn kiếm thu nhập nhưng mà em chưa, tại vì em chưa hiểu am hiểu mấy, rồi, không hỏi okay. Nhiều. Thì nếu mà em muốn kiếm thêm thu nhập thì hãy trở thành cộng tác viên của nhà anh nhé. Dạ vâng. Với kênh Đức Cùn TV thì anh sẽ hướng dẫn trực tiếp cho em. Vâng. Ok. Ok. Rất cảm ơn anh. Hello anh. Vâng, xin chào anh. Anh cảm giác sao khi đến với nhà em nhỉ? Vâng, cảm đến với quán anh thật là hài lòng và thật sự ủng hộ anh ạ. Ok. Thế anh khi mà bước vào chân thì anh thấy mọi người có tất cả mọi người ngồi quanh đây có cảm giác là có thấy niềm vui và vui vẻ hơn khi mà mình thấy ở ngoài đường mà lạnh lẽo một mình không? Có, vào quán anh cảm giác thật là ấm áp và vui vẻ. Ok anh. Thế anh có muốn kiếm thêm thu nhập của em với em không? Và anh có thể trở thành một cộng tác viên với em không? Có anh ạ. Ok. Thì anh thì đang vừa làm ship vừa làm Grab thì anh có muốn ship hàng cho em không nhỉ? Có anh ạ. Ok. Thế thì có thêm thu nhập thì trước tiên là chúng ta cũng phải học cách tiếp cận khách hàng đúng không? Vâng. Thì hôm nay được nói chuyện với anh em rất là vui. Và một ngày tới thì em hy vọng là anh là một người cộng tác viên rất là tốt và nhiệt thành. Với lại anh cũng là đang đứng tuổi rồi. Anh sinh năm bao nhiêu nhỉ? Sinh năm 89 đấy nhỉ? 89 à, ok anh. Em thì sinh năm 93 và em kém anh tận 4 tuổi. Và nói chung là mình sẽ kiếm thêm thu nhập từ nhiều thứ thì cũng rất là ok. Vâng. Thì hy vọng một ngày đẹp trời thì Đức Cùn TV có thể chào đón tất cả những mọi người đang ở đây. Và xin cảm ơn mọi người đã đến trải nghiệm kênh Đức Cùn TV mình đây. Thì một điều cuối cùng thì mọi người còn muốn nói điều gì không nhỉ? Có muốn chia sẻ điều gì không nhỉ? Điều cuối cùng thì mong
quán anh làm ăn phát đạt và giữ vững chữ tín để tạo niềm tin cho mọi người ạ. Ok, em xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé. Xin cảm ơn tất cả ba mọi người. Ok, tất mọi người tất cả đều đến từ xa xôi Sơn La, Lai Châu, Mường Lát và anh hình như chắc là Nam Định hoặc là Hà Nam gì đó. Ok, xin chào mọi người.